nay mình sẽ đi chợ và vào bếp để phục vụ mấy anh em văn phòng. Hôm nay các bạn sẽ thấy mình đi chợ. Sẽ đi chợ thật là nhanh. Xem là mất bao phút để đi chợ. Bây giờ là 8 giờ 15 buổi tối. Ta sẽ đi chợ. Trên nhà thì đã có gà rồi. Mình sẽ mua thêm gia vị để mình nấu với gà. Mình sẽ phải xuống tầng V2 để mình sẽ đi chợ. Mình sẽ mua gà, mình sẽ mua thịt, mình sẽ mua cá, mình sẽ nấu các cái món trong lò. Và tất nhiên là ở nhà thì mình cũng có sẵn một số thứ thức ăn rồi. Đấy, mình có sẵn một số thức ăn rồi. Hôm nay mèo con đi chợ chẳng mang thứ gì. Vì cái chợ này, cái siêu thị này thì mình có tài khoản, mình mua được hàng rồi. Từ chỗ gửi xe đi sang chỗ này cũng hơi xa, coi như là buổi tập thể dục. Hy vọng vèo này thôi, nhưng mà tí nữa mình về nhà cũng sẽ nhanh thôi. Mình sẽ đi lên nhà rất là nhanh. Mình sẽ nướng gà với một cái gia vị. Mình sẽ kiếm được một cái cá thịt kho này. Mình sẽ có sườn nướng này. Thịt nướng. Bỏ kho. Ok, ta có cái này rồi, xong rồi. Ok, ta đi tiếp. Gà. Đấy, con gà này. Ngào hốc, này làm nhanh nhất. Có cá chấm thì ta làm cá riêu hồng. Riêu hồng phi lê, ngon, ok. Rồi. Hạt dội ăn với cá. Khoai lang luộc. Hành khô. Cà chua. Ok, cá, thịt, cà chua, gà, ok, rồi. Cân cho anh với. À, để. Một chú, hai chú, hai. Ớt, ớt chắc cần. Đã về. Đã về. Ok. Ta sẽ vào bếp bây giờ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vì cái món này nó lâu nên chúng ta sẽ chế biến cái món thịt này trước. Ta sẽ bắt đầu với món thịt này trước. Các bạn sẽ thấy là rất đơn giản. Cái món thịt này thì chúng ta sẽ làm như này. Chúng ta sẽ cắt khúc thôi, cắt 4. Đơn giản vậy thôi các bạn nhé, rất đơn giản. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào cái khay, xếp vào đây, cho cái bì xuống nhé. Cho bì xuống, xếp cái bì xuống. Đấy, vừa khít luôn. Hành khô. Con lợn là phải có hành, bao giờ cũng vậy. Bạn sẽ thấy ngày hôm nay tôi nấu rất là nhiều tiêu. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho nước mắm vào. Nước mắm xá sùng cái rồng
bạn sẽ thấy tôi cho hơi nhiều một tí. Vì chúng ta nấu, lúc chúng ta nấu chúng ta sẽ bỏ đi. Cái này chúng ta sẽ giữ trong tủ lạnh. Chúng ta ướp như này nhé. Ướp ngập mắm luôn. Ướp ngập mắm bạn có thể ướp nó trong 24 giờ cũng được. Cái đen đen này là chúng ta phải nhớ là phải cho thêm một cái gói nước sốt nữa. Cho này vào tủ lạnh. Tí nữa chúng ta sẽ mang nấu nó. Ok, cất nó vào đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc là con gà nướng. Bao giờ cũng vậy đúng không ạ? Con nướng con gà thì bao giờ nó cũng lâu hơn. Nên ta sẽ làm trước theo thứ tự là cái món nào ấy. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ làm nó theo cách như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm sạch nó bằng muối. Đó, muối này. Cho nó rửa tay, rửa chân bằng muối. Chúng ta sẽ chà sát cho nó thật sạch. Cái muối gì? Gà thì phải có gương. Đầu tiên là con gà là phải có gương. Nên là chúng ta sẽ cùng xử lý với cái đống gia vị này. Đây, gừng của chúng ta đây. Sẽ dùng cái gừng này vào nhiều việc khác nhau. Chúng ta sẽ lấy cái phần gừng mịn này và cái phần kia xí nó để nấu. Và đến đây, ta cần một cái sốt trong số những cái sốt mà chúng ta đã kiếm về đây. Là chúng ta cho tương ớt Tabasco. Có hai tác dụng, một là nó tạo ra cái vị cay của sốt gà. Cái việc thứ hai là trong Tabasco này thì bằng cái công thức bí truyền của nhà sản xuất. Trong đó thì có rất là nhiều giấm. Cái việc có giấm ở trong cái việc nó có trong gia vị ấy thì nó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là cái giấm về nguyên tắc tất cả cái đồ chua ấy, thì nó sẽ làm cho thịt mềm này. Đây là đường. Rất là cay. Thế đã có ớt từ Tabasco. Cũng là loại rất cay rồi. Thế với cách làm như này chúng ta thấy rằng là sẽ thấy sốt sẽ được dọc qua đây. Thì toàn bộ cái sốt này nó sẽ dính vào con gà. Các bạn hiểu. Trong cái sốt này tôi sử dụng sốt của hãng mua siêu thị ấy, không phải chúng ta mua siêu thị. Và cộng cái gừng tươi, một chút Tabasco, sườn ớt Tabasco, giấm và đường, tiêu. Bước thứ hai là chúng ta gói vào. Các bạn còn nhớ lần trước ở trong cái món cá, cá nướng sông Hồng đấy, cá sông Đà bắt về đấy, mà còn nướng thì các bạn có đã xem rồi đúng không ạ? Trong cái lần đó thì chúng ta đã nướng con cá nó mềm. Hôm nay chúng ta sẽ nướng con gà nó giòn. Cái sự khác biệt thì bây giờ chúng ta muốn nướng gà giòn và cá mềm thì nó khác nhau ở cái chỗ nào? Thì tôi xin chia sẻ với các bạn là bí quyết nằm ở cái việc gói cái tờ giấy này. Chúng ta muốn giòn thì chúng ta gói cái tờ giấy nó lỏng tay thôi. Chúng ta gói cái tờ giấy lỏng tay thì con cá nó sẽ giòn, con gà nó sẽ giòn. Cái này là rất là đơn giản. Thì tí nữa ta sẽ thấy lỏng tay thì hoặc là tí nữa chúng ta gói con lọc chặt tay cũng được. Nhưng mà tí nữa sau khi làm xong ấy thì chúng ta nhớ là cho nó một cái lỗ thủng. Lỗ thủng là để làm gì? Cái lỗ thủng là để thoát hơi. Khi thoát hơi ra thì nó sẽ mềm. Đấy, cái bước đầu tiên chúng ta gói ráp với con gà này vào đây ạ. Rồi, bước thứ nhất là ta ráp ra vào một cái cuốn nó lại. Cuốn nó giống như là các bạn cuốn hay như ship đồ đấy. Rồi, cuốn nó lại vòng thứ nhất. Không có gì khó cả. Okay. Nó là giống như bạn là đắp đất thôi. Bạn nấu gà đắp đất bao giờ chưa? Thì chúng ta chỉ gói kín nó vào thì về nguyên tắc thì đắp đất nó sẽ chậm, lấy bạc thì nó nhanh. Nhưng chúng ta chỉ cần khi mà chúng ta gói giấy bạc thì chúng ta điều chỉnh lò nó chậm thôi. Ok.
cái việc mà càng gói sạt như này thì cái da con gà nó càng chạm vào phần này, nó càng tạo ra cái nhiệt độ cao. Rồi xong rồi, bạn thấy nó gọn gàng đẹp đẽ đúng không? Kỳ đáo. Bây giờ thì gà đắp đất thì bạn đắp đất mà thôi. Nào, gà chúng ta sẽ cho vào đây. Bạn thấy gọn gà ha. Ok. Con gà này ta sẽ đẩy sát vào để tí nữa còn chỗ để chúng ta còn để bày thêm món nướng tiếp theo. Chúng ta sẽ đặt nhiệt độ ở đây là con gà này tươi nên chúng ta có thể tăng nhiệt độ lên. Khác với hôm trước là con cá đông nên chúng ta cần thời gian lâu. Ta chỉ cần đặt nó là 60 phút thôi. Cái món này là lâu nhất nên ta sẽ làm đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ xử tiếp cho món thứ hai. Ok, 1 tiếng 10 phút. Nhiệt độ 230 độ C. Là nhiệt độ chế độ lò nướng không cần quạt. Xong rồi. Rồi. Tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái món thứ hai. Món này có tên gọi là món cá và chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Cá rô phi, cá sạch hồ Thác Bà. Hai con rô phi. Rất ngon, rất tốt. Chúng ta sẽ để nó ráo nước một chút. Đây, con cá nó khô đi không? Đang ngâm nước nó khô đi không? Thì chú ý là khi mình làm thì tất cả những cái rác này mình gom vào luôn. Tí nữa là mình làm xong tất cả mọi thứ nó phải gọn gàng. Bây giờ chúng ta sẽ tẩm ướp với nó. Tôi mỗi lần tôi sẽ thích sưu tầm cái này. Hôm nào mình thích cái vị gì thì mình dùng cái vị đấy. Rất là chắc chắn là cái hãng nước kho này rất thích tôi đây. Ha. Rồi, này mình sẽ cho cái này vào. Một chút đường nào. Chúng ta sẽ cần có một chai Tabasco. Này, hôm nay ai mà không ăn được cay thì sẽ rất là khổ tâm đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm toàn món cay. Còn cá này sẽ cay ít thôi cho mọi người dễ ăn. Cái con cá này mỗi mình lau nó khô đi rồi. Ăn cho đây là nó ngấm rồi rất là nhanh. Đổ hết á, đổ á, úp á. Rồi. Toàn bộ sốt nó đang ngấm vào cá rồi, bạn thấy không? Nhớ cái kỹ thuật này chúng ta đã được sử dụng nó ở trong lần trước đúng không? Hôm nay chúng ta dùng cái mục đích của cái hành thìa là này thì đương nhiên rồi. Cá là phải có thìa là. Nhưng mà chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ làm khác với hôm trước là hôm nay nó sẽ hở. Cái mục đích là để cái rau này, tí nữa cái con cá chúng ta nó không bị dính xuống cái sàn nhẹ sàn của cái này, nó không bị sát xuống mà sẽ dễ dàng lấy ra con cá ra khỏi cái khay này. Đấy. Cái bí quyết thì không có gì đặc biệt đâu nhá. Cái rau này nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng lấy ra được đồ ăn ra. Tí nữa chúng ta sẽ còn phủ lên đây một lớp nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bước cuối cùng, phủ lên đây một lớp tế bạc cuối cùng. Quăng. Sau đó thì chúng ta cho em nó vào lò 30 phút là lò chín thôi. Con cá này nó sẽ đang rất là nóng nên là chúng ta sẽ cho nó vào đây. Ok, xong rồi. Tăng nhiệt độ lên và nhớ là... Rồi, bây giờ là 21:18. Như vậy chúng ta đã có 18 phút để chuẩn bị xong những món cơ bản. Bây giờ chúng ta tiếp tục với một món tiếp theo. Cá nó lâu hơn nên chúng ta sẽ làm cá trước đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái con nghêu. Thì giới thiệu bạn đây là nghêu của một cái anh học viên tôi. Anh này sản xuất cái con nghêu này. Ông cứ bảo là ai học tôi thành công đây. Ông này là ông Nguyên Nghêu đây. Thì ông bắt đầu xây dựng nhà máy ở những ngày đầu tiên thì ông đi học với một kem. Cái này cũng được, phải được 5 năm rồi đấy. Nghêu xong. Nghêu Nam Định đấy. Về cái phương pháp làm cái con nghêu này thì nó sạch sẵn rồi. Nên là không có gì phức tạp rồi. Tôi sẽ làm rất là nhanh cho các bạn xem. Nhớ là làm đâu là sạch sẽ đẹp đẽ luôn đấy. Gọn gàng luôn. Để mà làm cái con nghêu này người ta đã phải xử lý trong nhà máy rồi. Thôi, tí nữa chỉ cần bắc cái nồi lên xong rồi đảo qua, nó sôi đảo phát là xong. Kết. Và chúng ta sẽ còn một cái món nữa là món nấm. Món nấm với thịt.
và thịt đường quay chúng ta đã ướp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần cho thịt vào, chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái lò của chúng ta. Lò này bạn thấy không, một cái lò nướng rất là hiệu quả. Mình sẽ cho nhiệt độ max lên này tí ấy. Một cái lò nướng cực kỳ hiệu quả, rất nhanh, rất đẹp, rất ngon. Thịt thì đã ướp rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm món thịt om nấm. Thịt om nấm, bạn còn nhớ đúng không, chúng ta mua thịt ba chỉ đúng không? Thì thịt ba chỉ thì tôi cũng đã làm xong đây rồi, là ướp nó với gia vị thôi, cũng không có gì đặc biệt, mắm ấy cả, mắm ấy cả ấy thôi. Ta sẽ có thịt lợn này, thịt ba chỉ bình thường ấy, thịt ba chỉ đã xử lý, đã ngâm ướp rồi. Đây, chúng ta chỉ cần xếp nấm vào thôi, không có gì đặc biệt đâu. Ta sẽ xếp nấm vào đây, xếp nấm vào xung quanh chú thịt này. Ta sẽ nấu trong một khoảng thời gian sau chú cá lên là chú nấm này sẽ thành công. Ta cần một ít hạt tiêu, hành này sấy khô rất là giòn. Ta không dùng cái hành xanh đây vì cái này nó cùng màu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gói kín nó lại giống như là lúc nãy. Cái này chúng ta sẽ dùng món om nên ta sẽ gói thật kín. Bạn biết là hôm trước là làm cái món cá nướng sông Hồng đấy, cá sông Đà nướng đấy, xong rồi mấy ông quay phim ông ấy không được ăn đấy, rất là, bạn thấy không? Hôm nay tôi sẽ phải làm cho các ông nhá, ông phải nhớ làm cái clip này thật hay đấy. Khán giả mà chê tôi là tại ông quay phim đấy nhá, không phải tại tôi đâu ấy. Anh em khán giả mà thấy hay thì comment cho cái đi, comment đi anh em, comment nhiệt tình lên nhá. Đúng rồi, nếu anh em có thích cái loại vào bếp như này không thì lần sau tôi lại tiếp tục cái vào bếp cho anh em xem. Đây. Đấy, lần đầu tiên là cuốn nó vào thì lần thứ hai mình sẽ cuốn như này nữa thì là nó sẽ rất là chặt. Anh em thấy tôi có được tôi làm gói hàng có được không? Món này là gọi là nấm bỏ lò nha. Cái lý do mà chúng ta cho cái thịt ba chỉ luôn mà chúng ta mua vào đây ấy, để cho nó mềm, nó chảy cái dầu ra. Là còn nhớ cái kỹ thuật gói này nhá, tôi đã giảng cho anh chị rất là nhiều lần là nếu như bạn muốn nó chín mềm thì bạn cứ gói kỹ vào, và nếu như bạn muốn nó chín giòn thì bạn há nó ra. Chúng ta sẽ thấy con gà hôm nay nó ở dạng chung, thế còn cái này sẽ rất là mềm, còn cái con cá thì sẽ rất là giòn, bạn nhớ nhá. Ok, xong rồi các bạn ơi. Bạn thấy khéo tay không? Bạn ấy thì tôi khéo tay thì comment cái đi, lần mai tôi lại làm tiếp. Như vậy hôm nay chúng ta chơi hẳn 3 món giấy bỏ lò, một cái lò nướng thôi. Các bạn có thấy rằng là cái món lò nướng này có lợi ích là gì không? Nó sẽ giúp cho chúng ta là không phải nấu nướng và chờ đợi gì. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem con cá nó sẽ như thế nào rồi. Quá 18 được 10 phút rồi. Sống ngon rồi. Hết rồi. Tuyệt vời. Và như vậy thì về cơ bản hôm nay chúng ta đã làm được 3 món. Món đầu tiên là món gà nướng cuốn giấy bạc. Món thứ hai là cá rô phi nướng. Và món thứ ba chúng ta đang chờ là món nấm nướng thịt ba chỉ. Thì các bạn đã chuẩn bị hộ tôi cái món rau luộc rồi. Món còn một món nữa. Món này là món ngao hấp. Tôi hôm nào cũng có thể nấu các bạn, phục vụ các bạn được 5 món. Bây giờ sẽ là món ngao hấp nhá. Chúng ta sẽ đặt nhiệt độ lên 9. Chỉ cần đặt cái này lên thôi. Các bạn sẽ chờ thì nó sôi là chúng ta có thể ăn được. Vậy thì mọi thứ đã xong. Ok. Một lượt thời gian đã trôi qua. Chúng ta kiểm tra xem là chú em của chúng ta đã được chưa. Cơ bản là được rồi đấy. Đã chuyển sang chế độ lò có thông gió cho nó khô bớt cái mặt đi. Chúng ta nhìn thấy bắt đầu có gió thì cái lá thiếc ở dưới nó sẽ hấp phới đúng không? Nó sẽ có tăng cái độ hút trong gió ra ngoài. Ok, rất là ngon. Và bây giờ thì còn một thứ nữa mà mọi người không thể biết được, đó là món nước sốt. Hôm nay tôi sẽ làm một món nước chấm công thức khác, đơn giản hơn nhưng mà sẽ đảm bảo hiệu quả hơn. Bạn đã gặp nó rất nhiều lần trong các video của tôi. Tôi yêu quý chiếc máy xay này vô cùng. Nó rất khỏe.
còn nhớ 3 năm trước, có thể xem cái video hôm trước bạn đã xem. 3 năm trước nó đã được dùng để xay hai cái điện thoại cho phần ngon nghẻ. Ta cũng cần cho vào đây một phần ngon nghẻ của củ sả này. Nói chung là trong bếp thì có cái gì nấu vào cái đấy, uống cũng được, ra bỏ uống cũng không sao. Trong trường hợp mình không dùng hết cái nước sốt này, mình có thể để vài ngày nhờ có cái dầu ăn này nổi bên trên. Thêm món ngao hấp. Nước sốt này tí nữa thì chúng ta sẽ rót ra vào cái chai để dùng dần. Yên tâm là nó sẽ không hỏng nếu bạn để nó trong tủ lạnh. Cái điều quan trọng nữa là nó còn có cả rất là một lượng rất là lớn dầu, các bạn còn nhớ không? Cái dầu này là dầu ăn, dầu ô liu, dầu trộn, nên là hoàn toàn phù hợp với các món salad. Xin mời mọi người vào mâm. Chúng ta vào mâm đã, còn sau đó chúng ta sẽ chờ các món chín dần dần. 2 phút nữa thì cá chín và 30 phút nữa thì nấm chín và gà chín. Cá ra trước, còn thịt lợn, nấm, còn đến gà. Tổng thời gian đến bây giờ là 45 phút rồi. 45 phút đã trôi qua để chúng ta có một bữa ăn tuyệt vời. Chờ một phút nữa là cá sẽ chín tới. Ôi, mời các bạn ăn cái món này trước, xong tôi sẽ lấy cái món kia ra. Bây giờ mời mọi người gấp cái nước sốt này, cho nó vào trong bát của mình để mình ăn với con này. Đây, mình sẽ cho như này. Cái nước sốt lúc nãy của mình đây, mình cho vào đây. Đấy, ai lấy thì lấy thôi. Sau đó thì mình lấy cái con này. Mình chắc là phải lấy cái bát nữa để đựng cái vỏ. Mọi người thấy cái con này nó vừa tới đây này. Đấy, cái món cay này nó đặc biệt cái chỗ ấy là mình cứ ăn đi. Xong một lúc nó hết cay thì là nó quen đi rồi là hết cay thôi mà. Xin mời, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Nhớ là chúng ta sẽ lên món dần dần. Đầu tiên chúng ta sẽ lên món rau, món hấp trước. Món này nhanh hơn, chúng ta ăn trước. Rồi, chúc mừng. Rồi, xin mời mọi người. Trừng thế. Cá nướng rất ngon. Ten 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 ten. Bạn còn nhớ lúc ấy chúng ta cho cái rau ở bên dưới không? Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy tác dụng của nó. Điều rất quan trọng là vì có cái lớp rau rồi nhưng mà chúng ta có thể lấy cái con cá ra rất là dễ dàng. Tuyệt vời phải không các bạn ơi? Xin mời. Đây là một con cay và một không cay, mọi người ăn đi nhá. Rồi, xin mời. Bam, 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 bam. Nào, ta sẽ ra cái món tiếp theo là món số 2 này. Tên là món thịt om nấm. Bạn còn nhớ nó lúc nãy chứ? Nào, ra xem nào. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mang nó ra đây.
pam 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 pam. Pem 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 pem. Mời các ngài. Rồi, rất ngon, mời các ngài. Chỉ có được 6 miếng thịt thôi, không có nhiều đâu. Ai nhanh thì được. Ông nào đứng đây gắp cái này đi cho mọi người. Và chúng ta sẽ lấy thành phẩm của chúng ta là những gì chúng ta đã làm ngày hôm nay. Ten 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 ten. Rồi, ra đây. Bạn còn nhớ lúc nãy tôi có dặn là chúng ta sẽ làm nó với một chút cháy xém không? Bây giờ bạn đã nhìn thấy nó có một chút cháy xém rồi. Tuyệt vời. Cháy xém thôi nhưng con gà vẫn rất là mướt mát, mềm. Rồi. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.